Thưa quý vị, hầm chui làm thấp hơn mặt đường, trời mưa, nước ngập, người dân bất chấp nguy hiểm băng ngang qua cao tốc. Đây là thực tế đang diễn ra tại cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thuộc địa bàn của tỉnh Bình Thuận. Đây là hầm chui dân sinh đoạn qua khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Hầm làm thấp hơn nền đường, nên khi mưa xuống, nước ứ đọng, người dân không thể qua lại. Nhiều người dân vì không muốn đi đường vòng, bất chấp nguy hiểm băng qua cao tốc để thăm dãy. Cái hầm chui này do cái thiết kế nó bị lẩu vì nó đào sâu hơn mặt đất, cho nên bây giờ mà đã hoàn thành rồi á thì nó lại sâu hơn mặt đất, cho nên nước là qua mùa mưa này đọng nước nó cao á, cũng khoảng gần 2 mét nước. Cái cống nước chui này là từ lúc thi công tới bây giờ là đang bị ngập nước, nhân dân đi vô rẫy vô ruộng là phải trèo lên đường cao tốc đi qua, chứ bây giờ là ngập tới 2 mét nước, bây giờ là nhân dân không đi được. Không leo qua cao tốc, người dân lựa chọn lội nước hoặc đi đường vòng xa hơn chục km. Con đường di chuyển khó khăn khiến người dân rất bức xúc. Cái hầm chui này bữa nay rất ách tắc giao thông mà bà con rất là bức xúc, đi lại không được, cả đi các em học hành đi qua lại cũng không được, bà con đều quá bức xúc. Đề nghị là các cái nhà chức năng có trách nhiệm xem xét lại để làm sao mà thiết kế ra lại cái dòng nước này nó không còn ứ động để bà con là đi qua đi lại nó được thuận tiện tốt hơn. Mặc dù đi vào vận hành từ ngày 19 tháng 5, nhưng cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết vẫn còn đang hoàn thiện nhiều hạng mục. Đối với tình trạng ứ nước tại hầm chui dân sinh đoạn qua khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, Ban quản lý dự án 7 cho biết sẽ làm việc với tư vấn thiết kế để nhanh chóng có phương án tiêu thoát nước cho đường dân sinh này.